Hey, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fine Monkey. Mình là Trung Ngô. Ngày hôm nay thì bắt đầu kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 rồi, nhưng mà mình vẫn ngồi ở đây để nói chuyện với các bạn về một số đôi giày. Mình cũng khá chăm chỉ đấy, nên là hy vọng là các bạn sẽ xem hết video này để ủng hộ cho mình nhá. Hôm nay thì đây không phải là một đôi giày quá là đặc biệt, quá là wow wow gì cả, mà đây chỉ là một đôi Reebok Classy 85 thôi. Nhưng mình nghĩ là nó đủ cái sự khác biệt để mình muốn giới thiệu nó cho các bạn. Thì đây là một đôi Classy 85 có màu vàng nâu như thế này, và cái chất liệu tương đối đặc biệt đó là hoàn toàn là da lộn. Cái chất liệu này và cái màu sắc này thì nó xuất hiện trên khá nhiều những cái đôi giày mang tính chất bụi bặm và combat một chút. Ví dụ như là những cái đôi Timberland, những đôi Chelsea Boost hay là những cái đôi Dr. Martin. Thì các bạn sẽ thấy cái kiểu màu sắc và cái vibe này nhiều hơn là những cái đôi thể thao như là Club 85. Thế thì cái kiểu chất liệu và cái màu sắc như này nó cái ưu điểm như thế nào? Cái ưu điểm lớn nhất của nó ấy, nó sẽ là chống bụi cực kỳ tốt. Bởi vì các bạn nhìn thấy cái màu của nó đây, cái màu này nó đã bụi sẵn rồi. Thì khi các bạn đi quăng quật, các bạn va chạm bụi bẩn thoải mái thì trông nó cũng không khác biệt quá nhiều so với cái trạng thái ban đầu. Tuy nhiên thì vấn đề là cái chất liệu này nó có thể chống bụi, chống bẩn, quăng quật các thứ khá tốt, nhưng nó lại không chống được nước các bạn nhá. Da lộn là một cái loại chất liệu mà nó tương đối là kỵ nước. Thì mỗi khi mà nước các bạn bị bắn vào đây hay là dính nước vào đây thì cái vết loang của nước ở trên cái chất da này nó sẽ nhìn tương đối khó chịu. Thế nên là khi mà đi những cái đôi giày như thế này ở trong cái thời điểm mùa hè hay là mùa mưa ở trong miền Nam ấy, thì các bạn nên trang bị cho mình một cái bình xịt nano như thế này. Nếu như các bạn cảm thấy là ngày hôm đấy sẽ có thể mưa thì các bạn nên xịt trước vài lượt để mình có một cái sự bảo vệ và nước nó sẽ không thể ngấm vào đôi giày này. Và ở trong video tiếp theo thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái phụ kiện giày khá là hay, trong đấy thì có cái bình xịt nano này nhá. Nó sẽ tương đối là rẻ và hợp lý đấy. Quay trở lại với đôi giày này thì như mình đã nói lúc nãy, cái điểm khác biệt lớn nhất của nó là màu sắc và chất liệu. Thì ưu nhược điểm mình đã nói rồi. Còn về mặt ngoại hình, về mặt nhìn thì mình thấy rằng đây là một đôi giày nó tròn vai, nó không quá nổi bật nhưng nó cũng không quá tệ. Các bạn có thể dùng đôi giày này để phù hợp với các kiểu quần áo và các kiểu trang phục khác nhau rất là dễ dàng và không có gì khó khăn cả. Và với cái bộ đế sẵn có của Classy 85 thì đôi giày này nó cũng sẽ là một đôi giày rất phù hợp để các bạn có thể sử dụng để đi lại hàng ngày, đi học, đi làm. Nó cũng đem lại cho các bạn một cái sự thoải mái rất là ok nhá. Nói thêm về những cái chi tiết khác thì bản thân đôi giày này nó vẫn là Classy 85 thôi. Thế nên là cái cách giáp nối những cái mảng da lộn ở đây thì nó cũng y hệt với cả những cái đôi Classy 85 bằng da thông thường khác. Chỉ có điều là ở đây nó là da lộn và màu của nó hoàn toàn là màu vàng mà thôi. Thì ở trên đôi giày này chúng ta cũng sẽ có khá nhiều các cái logo của Reebok. Chúng ta có một cái logo ở bên hông, ở sau gót và ở trên lưỡi gà. Thì có một cái điều mà mình khá là mong muốn đôi giày này mà Reebok họ không làm, đó là họ có thể tạo điểm nhấn một chút cho cái phần upper đôi giày này. Ví dụ như chính là cái phần logo này, họ có thể làm một cái màu sắc nó khác đi một tí, nó nổi bật hơn một tí. Còn ở cái đôi giày này hiện tại thì đây là một cái màu sắc tương đối là phẳng. Đơn giản nó sẽ là một đôi giày màu vàng với cái bộ đế màu trắng mà thôi. Thì cái vấn đề này nó cũng tùy vào độ thẩm mỹ của mỗi người nhá. Có những người thích sự đơn giản thì có lẽ đôi giày này cũng tương đối là phù hợp. Với cái đôi giày này khi các bạn mua về thì các bạn sẽ được đi kèm hai cặp giày khác nhau. Đầu tiên sẽ là cặp giày này, cái màu sắc y hệt với cả phần upper, và còn lại là một cặp giày màu trắng. Thì cái cặp giày mặc định khi mà mới mở hộp ra thì mình thấy nó là dây này. Tuy nhiên ấy, thì mình thấy rằng là khi mà gắn cái dây này lên thì đôi giày nó trở nên quá là phẳng, nó không có một cái điểm nhấn nào cả. Thế nên là mình đã quyết định thay thế bằng cái dây trắng và quay video lên. Thì một phần nào đó mình cũng cảm thấy là trông nó dễ nhìn hơn. Thì cái này cũng là tùy vào cái sở thích cá nhân của mỗi người nữa. Còn về chất lượng thì cái dây giày này là một cái dây giày chất lượng không quá cao. Nó chỉ là cái dây may một mảnh rất là cơ bản và thông thường thôi. Thì nếu các bạn muốn cái sự cao cấp hơn, nếu các bạn muốn một cái sự bền bỉ chắc chắn hơn thì các bạn có thể mua những cái cặp dây khác để thay thế vào. Bên dưới dây giày chúng ta có lưỡi gà, và cái lưỡi gà ở đây thì nó là da lộn ở bên ngoài và bọc da ở bên trong. Nó là một cái da lộn theo kiểu mỏng mà nó không có cái đệm gì bên trong cả. Nó chỉ là hai miếng da ép vào nhau mà thôi. Và thật sự mình tương đối là thích cái lưỡi gà này vì nó làm ra một cái vẻ rất là retro và vintage cho cái đôi giày này. Nhưng mà đổi lại thì cái lưỡi gà mỏng như thế này thì các bạn khi đi các bạn sẽ cảm thấy rằng cái sự êm ái, cái sự hỗ trợ của nó sẽ bị giảm đi đôi chút so với những cái lưỡi gà mà nó có đệm bông các thứ ở bên trong. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng với một cái đôi giày mà chúng ta chỉ sử dụng đi casual như thế này thôi ấy, thì cái vấn đề đó nó cũng không phải là quá to tát. Nói thêm về mặt bên trong của giày thì chúng ta sẽ có bao quanh phần cổ chân, chúng ta sẽ được bọc da. Và cái lớp da ở đây thì bên trong nó sẽ có đệm lót để làm cho cái cảm giác cổ chân của chúng ta nó tiếp xúc với giày được thoải mái hơn. Cái chất liệu da này thì nó giống với cả chất liệu da bọc ở bên trong phần lưỡi gà. Và đây là một cái da mình thấy là nó cũng khá là đẹp. Sờ nó có một cái độ thô, một cái độ nhám khá là phù hợp với cả cái vẻ bề ngoài của đôi giày này. Mình đánh giá tương đối tốt cái phần bên trong của giày. Và bên trong giày chúng ta sẽ có một cái miếng lót, mình sẽ cố gắng kéo ra cho các bạn xem.
Đây, nó sẽ có cái logo Reebok màu vàng ở bên ngoài. Và đây là một miếng lót tương đối đặc biệt vì nó được làm bằng một cái loại chất liệu mà mình nghĩ nó chính là cao su chứ không phải là foam xốp giống như đa số những cái đôi giày khác ở bên ngoài thị trường. Thì với cái chất liệu cao su như thế này thì nó sẽ cho một cái độ êm rất là khác biệt so với cả foam xốp. Nó sẽ có một cái độ đàn hồi cao hơn, một cái độ lún nhẹ nhàng hơn chứ nó không phải lún hẳn xuống như khi các bạn đi để lót bằng foam. Và có lẽ là với cái bộ đế bằng cao su như thế này thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác đi nó được đàn hồi và nó được nảy chân hơn. Bởi vì là ở cái bộ đế của đôi giày này, đây là một cái bộ đế rất là cứng. Nó là cao su cứng thôi, không có cái gì khác cả. Ở bên này thì chúng ta cũng sẽ có một chút cái cao su nhưng mà cũng rất là cứng. Thế nên có lẽ đó là lý do tại sao mà Reebok họ phải sử dụng cái bộ đệm lót bằng cao su như thế này. Thì mình thấy nó cũng rất là ổn. Và nói thêm về phần đế giày thì chúng ta sẽ có một cái midsole ở đây là màu hoàn toàn là màu trắng, có logo Reebok ở bên này. Và cái midsole này thì được xử lý theo kiểu là có các cái chấm bi sần sùi trông khá là gai góc ở đây, thì nó cũng tăng thêm cái vẻ bụi bặm cho cái đôi giày này. Ở bên dưới chúng ta có outsole. Outsole này là màu găm và đây là một cái outsole rất là cơ bản của Reebok Classic 85 thôi. Và cái màu của outsole này mình thấy nó rất phù hợp với tổng thể của đôi giày này. Đây là một cái outsole mình đánh giá có một cái độ bám rất là tốt. Vì ở đây nó được thiết kế theo dạng tổ ong. Một cái loại thiết kế của đế nó rất là cơ bản, nó rất là truyền thống và nó đem lại hiệu quả theo thời gian lịch sử rất là dài rồi. Thế nên chúng ta cũng không phải lăn tăn quá nhiều về cái bộ đế Reebok này. Các bạn có thể sử dụng nó trong những cái môi trường dễ bị trơn trượt, ví dụ như là sàn gạch, sàn gỗ hay kể cả là những cái nơi bị ẩm ướt như là khi trời mưa, thì cái độ bám của đôi giày này vẫn sẽ được đảm bảo. Và mình nghĩ rằng là đó cũng là đủ thông tin cho các bạn về đôi giày này rồi. Nó cũng chỉ là Reebok Classic 85 thôi, một đôi giày mà mình đã từng giới thiệu khá nhiều ở trên kênh rồi, nhưng đây là một phối màu khác nhá. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Nếu thấy video này hay và có ích thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.